Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh Góc Bếp Gia Đình và Cuộc Sống Hàng Ngày nha. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn và chiêu đãi gia đình của mình một cái món là cháo vịt nha các bạn. Cháo vịt này các bạn rất là thơm ngon luôn á. Xin mời các bạn cùng vào bếp làm với mình món cháo vịt nha. Cháo vịt mùa này á, mình ăn á, rất là ấm bụng luôn các bạn nè. Vịt mình đã xắt ra hết ráo rồi nè. Ăn kèm với nước mắm gừng nha các bạn. Đây, nước mắm gừng của mình làm á. Thì một chút mình sẽ xin chia sẻ với các bạn cái bí quyết làm nước mắm nha. Và mình sẽ mời các bạn vào bếp. Hôm nay á, mình chiêu đãi gia đình mình một cái món là vịt nha các bạn. Đây nè, con vịt mình mua 2 ký mấy đây các bạn. Mình sẽ nấu cháo cho con mình. Và một món thì mình sẽ kho với lại nghệ với gừng, nấu cháo nước mắm gừng luôn nha các bạn. Và mình sẽ làm một cái món canh, lấy xương làm món canh là mình nấu vịt nấu măng nha. Đây là măng tươi. Thì bây giờ mình sẽ đi rửa măng, luộc măng và sơ chế vịt nha các bạn. Xin mời các bạn cùng vào bếp làm với mình. Bây giờ nha, mình bắt lên để mình nấu cháo nha các bạn. Mình sẽ đi vo gạo. Lâu lâu á các bạn mình thay đổi món cháo vịt này ăn á cho nó đỡ ngán, chứ giờ ăn thịt với lại cá thì cũng ngán rồi. Thì các bạn làm cái món thịt vịt nó lạ lạ ăn ha. Các bạn ơi, măng của mình sôi rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha. Và mình bắt cháo lên mình nấu. Mình nhắc xuống lát rồi cái mình mới dắt ra mình rửa. Mình luộc măng sơ vậy á, chằn măng sơ vậy các bạn. Thì cho măng thứ nhất là nó ra những cái chất độc ở trong cái măng á, nó làm cho mình nhức mỏi á. Rồi á, là mình luộc vậy cho nó bớt đắng nữa. Những cái chất trong cái măng nó ra nó bớt đắng một chút. Mình sẽ rửa lại rồi lát mình nấu canh mình bỏ vô thôi. Tại vì măng ăn á, ai mà yếu yếu á các bạn, dễ nhức mình, nhức mỏi lắm. Nên là mình chần nước sơ qua vậy nè cho nó đỡ. Rồi mình bắt cháo lên nha bạn. Đây nè, nồi cháo mình nấu nè. Thì bây giờ mình sẽ bắt cháo để đây, mình đi rửa thịt nha, rửa thịt vịt nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình đi rửa vịt nha các bạn. Con vịt này á, lông cũng nhiều lắm luôn á, nãy mình nhổ ra bớt rồi đó, lông con á. Thì bây giờ mình sẽ đi rửa vịt rồi mình ướp sơ chế nha. Các bạn ơi, cái đầu vịt này á, mình không có ăn, mình bỏ luôn nha. Mình không có làm cái đầu vịt. Các bạn ơi, cái phần thân vịt này á, thì bây giờ mình sẽ lấy cái lá phổi ra nha các bạn. Đây nè, mình sẽ lấy sạch lá phổi lên đây nha. Các bạn ơi, mình rửa vịt cũng sạch rồi, bây giờ mình rửa lại nước nữa nha là xong. Cái bắt đầu mình lên mình bỏ vô cháo rồi mình đi kho vịt. Một con vịt này các bạn thì mình sẽ chế biến được 3 món nha, tại vì nó hơi to nên là mình sẽ nấu cháo một phần thì mình
kho gừng á với nghệ, còn phần nữa thì mình sẽ đi nấu vịt nấu măng nha các bạn. Vịt nấu măng tươi nha. Thì ta rửa lại lần nữa cho nó sạch nha các bạn, rồi cái bể ráo cái bắt đầu mình đi ớt vô mình kho. Bây giờ mình đi gọt hành củ với gừng nha các bạn, thì mình lấy khoảng tầm 2 củ tỏi với lại 4-5 củ hành như thế này nè. Và mình sẽ băm cái nghệ nè, gừng nè và hành mình gọt ra hết nha. Các bạn ơi, măng của mình sôi rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha. Và mình bắt cháo lên mình nấu. Mình nhắc xuống lát rồi cái mình mới dắt ra mình rửa. Mình luộc măng sơ vậy á, chằn măng sơ vậy các bạn. Thì cho măng thứ nhất là nó ra những cái chất độc ở trong cái măng á, nó làm cho mình nhức mỏi á. Rồi á, là mình luộc vậy á, cho nó bớt đắng nữa. Những cái chất trong cái măng nó ra nó bớt đắng một chút. Mình sẽ rửa lại rồi lát mình nấu canh mình bỏ vô thôi. Tại vì măng ăn á, ai mà yếu yếu các bạn dễ nhức mình, nhức mỏi lắm. Nên là mình chần nước sơ qua vậy nè cho nó đỡ. Rồi mình bắt cháo lên nha bạn. Đây nè, nồi cháo mình nấu nè. Thì bây giờ mình sẽ bắt cháo để đây, mình đi rửa thịt nha, rửa thịt vịt nha các bạn. Đây nè các bạn, nồi cháo của mình đã sôi và nở rồi, thì mình chế thêm miếng nước nữa nha. Mình chế khi mà mình bỏ vịt vô thì mình chế thêm miếng nước nữa cho vịt mình nó không có bị dạng như nóng quá, nó bị da nó bị thâm tím. Để mình bỏ hết cái phần này vô mình nấu cháo nha. Đây cái đùi nữa các bạn. Cháo của mình nó bây giờ cũng sắp chín rồi nè các bạn, thì mình vớt bọt ra nha và mình bỏ huyết vô luôn. Mình bỏ huyết với lại đồ lòng đó các bạn, bỏ vô hết cháo luôn nha, mình nấu cháo luôn không có kho. Bỏ hết vô đây vô luôn nha các bạn. Mình để cho bộ đồ lòng này nó chín nữa là mình chín cháo rồi á, thì mình sẽ
31 gram mà các bạn cùng dùng với mình nha. Hôm nay nấu cháo vịt nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vớt thịt ra trước khi mình nêm cháo nha các bạn. Thì mình sẽ rửa cho vịt nó rớt cháo xuống. Như thế này nè, cái mình bỏ qua cái thau. Xói nước vậy nè các bạn, cho cháo nó rớt cháo xuống hết. Vịt mình nó ngon á. Còn cái đùi nữa. Rồi bây giờ mình nêm cháo nha các bạn. Lòng thì mình cứ để đây không sao hết á. Mình để đây luôn, còn mình chỉ rất thịt ra thôi. Cháo mình vừa ăn ghê luôn đó các bạn, ngon nóng hổi luôn nè. Mình cho vô một muỗng cà phê đường vào cháo nha các bạn. Đổ muỗng cà phê bột ngọt nha. Nửa muỗng cà phê muối nha. Nửa muỗng rồi, bây giờ mình đổ nửa muỗng nữa. Nêm cháo không thể thiếu khờ no nha các bạn. Một muỗng cà phê khờ no. Khi mình nêm rồi thì mình đảo đều lên cho cháo mình nó sôi lại nữa, là mình bỏ hành vô là nhắc xuống. Thì lúc đó mình sẽ múc ra mời các bạn cùng dùng với mình nha. Món cháo vịt rất là ngon luôn các bạn. Lâu lâu mình đổi món cho gia đình mình ăn á, cái món này là lạ, dễ ăn, có gừng á. Các bạn ơi, bây giờ mình đi làm nước mắm nha các bạn. Thì mình cho vô nước mắm 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nha. Và 2 muỗng đường nha các bạn, 2 muỗng cà phê đường nha. Tiếp đó thì mình sẽ cho vô 2 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Và 4 muỗng canh nước nha các bạn. Rồi mình sẽ đảo đều lên cái hỗn hợp này hòa tan vào nhau luôn nha. Khi nào cái hỗn hợp nước mắm của mình làm đã hòa tan rồi thì lúc đó mình sẽ bỏ gừng vô. Các bạn có muốn ăn tỏi băm thêm thì các bạn bỏ tỏi và ớt vô nha. Tại vì mình sẽ bỏ riêng một chén, con mình nó không có ăn cái ớt. Thì các bạn ơi, nước mắm mình hồi nãy giờ mình bỏ vô cái hỗn hợp này á, thì cũng đã gần tan hết rồi các bạn. Đường bột ngọt nè với nước mắm nè đã gần tan hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ băm tỏi ớt, mình bỏ vô cái chén này và mình múc ra nha. Còn có chén nước mắm mà không có ớt á, thì để con mình dùng. Còn mình sẽ băm tỏi ớt. Các bạn băm tỏi ớt như thế này nè thì các bạn làm nước mắm nó mới ngon nha. Mình băm được tỏi ớt thì mình sẽ dùng, mời các bạn cùng dùng với mình nha. Cháo vịt nha các bạn. Cháo vịt với lại nước mắm gừng nha. Bây giờ mình đổ vô nha. Đó. Các bạn thấy không? Và cái phần gừng này nè, mình sẽ cho vô đây một ít. Coi như mình sẽ đổ vô cái chén nước mắm này. Rất là thơm luôn các bạn. Nước mắm gừng. Và đây là chén nước
mắm có ớt nha. Mình sẽ cho hành vô. Chính là các bạn ơi, món cháo vịt rất là ngon luôn nè. Đây nè các bạn ơi, món cháo vịt mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Rất là thơm luôn á, mình mới bỏ tiêu hành vô luôn nè. Xin mời các bạn cùng dùng với mình nha. Đây là miếng vịt mình đã sắc ra rồi nè. Và đây là nước mắm gừng. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành nha. Xin các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Góc Bếp Gia Đình và Cuộc Sống của Hằng nha. Các bạn ơi, hành mình thì mình đã chuẩn bị nguyên liệu để mình ướp gia vị hết rồi nè các bạn. Thì gia vị để ướp vịt á thì mình có là gừng sắc nha bạn, băm ra sắc, và đây là nghệ tươi nha các bạn, nghệ cũ á. Đây là tỏi. Đây là gừng mà mình băm nhuyễn ra luôn để lát mình làm nước mắm gừng á các bạn. Và đây là hành tím. Đây là hành lá để mình nêm cháo, với lại mình bỏ vô vịt luôn ra, vịt kho đó các bạn, với lại mình nấu canh. Thì bây giờ mình sẽ đi ướp nha. Thì ướp vịt đó mình chuẩn bị một cái thau nha các bạn để mình ướp nha, và một cái thau để mình ướp vịt nấu canh luôn. Bây giờ mình ướp vịt kho thì mình cho vô một miếng nghệ nha các bạn. Còn để lát còn miếng nghệ này mình khèo bằng dầu á. Tỏi băm nha các bạn. Hành tím băm luôn nha các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ đổ hết cái phần gừng này nãy mình băm á, mình đổ vô đây hết luôn rồi mình ướp nha. Và mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Một muỗng cà phê muối nha, nửa muỗng cà phê bột ngọt nha, 2 muỗng cà phê đường nha các bạn. Và mình sẽ đảo đều lên cho gia vị này thấm chút xíu, mình ướp 15 phút nha các bạn, rồi mình bắt lên mình kho nha. Đây mình đảo đều hết rồi thì bây giờ mình để vịt ở đây một chút xíu cho nó thấm nha. 15 phút sau mình quay lại mình kho vịt nha các bạn. Tỏi băm, một muỗng canh nước mắm. Một phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê đường nha các bạn. Và mình đảo lên. Mình để đen chút xíu mình quay lại mình nấu canh. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt bếp lên mình kho vịt nha các bạn. Thì mình chế vô đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nha. Và mình cho tỏi băm luôn nha. Hành tím băm. Mình sẽ đảo lên. Khi nào mà tỏi vàng rồi đó các bạn thì mình bỏ hết cái phần mà nghệ của mình nãy còn lại á, mình bỏ vô đây luôn.
cho nghệ của mình nó thơm rồi đó các bạn. Thì mình chế hết vô cái phần thịt ớt hồi nãy mình ớt á. Đây mình chế hết vô luôn nha, mình đổ hết vô luôn nha. Rồi mình sẽ đảo đều lên. Các bạn đậy nắp lại cho thịt nó săn chút xíu nha. Thịt khi nào thịt của mình nó săn đều hết rồi bắt đầu lúc đó mình mới chế nước vô. Đây mình dỡ nắp ra mình xem nha các bạn. Nãy giờ mình đậy nắp lại cũng được 2 phút rồi nè, thì bây giờ mình dỡ nắp ra đảo lên. Rồi cái mùi gừng với cái mùi nghệ các bạn bay lên đó. Các bạn mà có ở đây nghe rất là thơm luôn á. Thơm mùi gừng với mùi nghệ lắm luôn á. Vịt này á các bạn kho lên ăn á thì ngon lắm nha, tại vì mình mua vịt này vịt đồng á. Vịt này là nó ăn nó dai mà nó thịt nhiều nữa chứ không phải là vịt cỏ nha. Vịt người ta nuôi đó các bạn. Các bạn lựa con vịt khoảng 2 kg mấy là ăn nó ngon, thịt nó ngon rồi. Bây giờ mình cứ đảo đều lên nha các bạn. Cho nước nó săn lại, vịt nó săn lại á, bắt đầu mình mới chế nước vô nha. Mình chế ít nước thôi. Rồi mình đậy nắp lại để cho vịt nó săn nha. Nè các bạn thấy không, miếng vịt rất là ngon luôn á. Đảo đều lên nha các bạn. Vịt của mình nãy giờ cũng muốn mềm rồi đó. Mình đậy nắp lại nãy giờ luôn á. Miếng vịt ngon lắm nè các bạn, nhìn thôi. Các bạn làm cái món vịt kho này cho cả nhà dùng đi. Có gừng, có nghệ là nó thơm lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ chế miếng nước sôi vô nha. Khi mà các bạn kho vịt đó các bạn mình có chế nước lạnh nha. Mình kho thì mình chế nước sôi cho nó ngon. Mình chế khoảng 150ml nước nha các bạn, đây nè. Thì mình chế vô đây luôn nè, nước hơi nóng nóng vậy đó. Rồi mình sẽ đậy nắp lại cho vịt của mình nó thấm và nó mềm hơn chút xíu nữa. Đảo đều lên nha các bạn. Vịt của mình nãy giờ cũng muốn mềm rồi đó. Mình đậy nắp lại nãy giờ luôn á. Miếng vịt ngon lắm nè các bạn, nhìn thôi. Các bạn làm cái món vịt kho này cho cả nhà dùng đi. Có gừng, có nghệ là nó thơm lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ chế miếng nước sôi vô nha. Khi mà các bạn kho vịt đó các bạn mình có chế nước lạnh nha. Mình kho thì mình chế nước sôi cho nó ngon.
Mình chế khoảng 150ml nước nha các bạn. Đây nè, thì mình chế vô đây luôn, đây nước hơi nóng nóng vậy đó. Rồi mình sẽ đậy nắp lại cho dịch của mình nó thấm và nó mềm hơn chút xíu nữa. Rồi kho của mình nó cũng đã sôi rồi đó. Bây giờ mình dỡ nắp ra luôn nha. Bây giờ mình không có đậy lại nữa nha các bạn, tại vì cái nồi này của mình nó sắp chín rồi nè. Nồi dịch kho của mình sắp chín rồi nè. Mình để cho rút nước xuống cho ngon á, thì mình cứ để ở đây cho nó sôi như thế này nè. Một chút nữa chín là mình nêm lại một cái coi nãy mình ướp cái phần ớt của mình nó vừa chưa. Nếu mà nó vừa rồi thì mình bỏ hành vô nữa là mình nhấc bếp xuống luôn á. Bạn ơi, dịch mình kho nãy giờ cũng được 15 phút rồi các bạn. Mình thấy dịch mình cũng đã sắp nước xuống rồi nè, nước nó sắp sắp rồi nè. Và mình để mình thử xem coi vịt của mình nó chín chưa nha. Vịt kho gừng của mình chín chưa thì mình lấy cái nĩa này mình xỉa xuống. Chín rồi các bạn ơi, thịt chín rồi, mềm rồi các bạn. Mềm rồi các bạn ơi. Bây giờ mình nêm thử coi dừa không nha các bạn ha. Hồi nãy mình nêm như liều lượng như vậy á thì nó vừa chưa. Dừa ăn luôn các bạn ơi, mình khỏi nêm lại nha. Với cái liều lượng như thế thì mình cứ để vậy dùng thôi, khỏi cần phải nêm lại luôn á. Dừa ăn luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ hành vô luôn nha. Chín rồi mình sẽ bỏ hành luôn. Nồi dịch kho gừng của mình nè các bạn ơi, rất là ngon luôn, thơm lắm luôn á. Mời các bạn hãy vào bếp làm cái món đó nha, cái món dịch kho gừng nha. Chúc các bạn làm thành công nha. Đây là miếng dịch của mình nè. Bây giờ mình bỏ hành vô, mình nhắc xuống nha các bạn, mình tắt bếp nha. Mình bỏ hết hành vô luôn. Mình chừa miếng để mình nắp mình nhân canh thôi. Mình cho thêm miếng tiêu nữa nha các bạn. Chúc các bạn làm thành công nha. Dịch kho gừng nha các bạn. Đây nè các bạn ơi, dịch kho gừng nha các bạn. Chúc các bạn làm thành công nha. Rồi miếng thịt dịch ngon quá trời luôn nè các bạn. Các bạn ơi, mình xin mời các bạn dùng món dịch kho gừng với mình nha. Thịt dịch mình mua về xong rồi mình làm, bây giờ mình kho lên nè các bạn. Thấy các bạn ở đây các bạn nghe cái mùi thơm của gừng và nghệ rất là ngon luôn các bạn. Các bạn hãy làm cho gia đình một cái món dịch kho gừng nha. Chiêu đãi gia đình mình nha, hôm nay mình làm cái món này chiêu đãi gia đình mình đây. Xin mời các bạn cùng dùng với mình nha. Dịch kho gừng nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình xin mời các bạn cùng mình dùng cái món thịt dịch kho gừng nha các bạn. Gừng nghệ nè, rất là thơm ngon luôn á các bạn. Xin mời các bạn cùng dùng món thịt dịch kho gừng với mình nha các bạn.
sẽ nấu một món măng nấu với vịt đó. Thì canh măng nấu với vịt này rất là ngon luôn, thơm đó các bạn. Các bạn hãy làm cho gia đình một món canh măng nấu vịt nha. Thì mình xin mời các bạn cùng vào bếp làm với mình món măng nấu vịt nha các bạn. Đây, rất là thơm luôn á. Thì hôm nay mình sẽ nấu canh măng vịt nha các bạn. Mình nấu măng tươi nha. Mình chế hết cái phần ớt sạch vô. Mình đậy nắp lại chút xíu. Sau khi thịt nó săn rồi đó bạn, thì mình chế nước vô mình nấu nha, khoảng lít nước nha. Nãy giờ mình để thịt nó cũng thấm rồi nè, săn lại rồi nè, thì mình bỏ vô lít nước mình nấu nha. Đây mình chế khoảng lít nước như thế này các bạn, mình bỏ vô mình nấu. Sau khi mình đổ nước vô rồi các bạn, thì mình sẽ đậy nắp lại luôn nha. Khi nào sôi thì mình dở ra mình nấu. Bỏ măng vô mình nêm nếm là xong rồi các bạn. Mình dặn lửa vừa thôi nha các bạn, thì để cho vịt của mình nó chín từ từ á. Mình thấy bọt thì mình cứ vớt bọt ra. Rồi mình để đây á, cho nó sôi từ từ, cho nó chín vịt hết rồi mình bỏ măng vô nha các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ á, thịt vịt của mình á, cũng đã chín rồi các bạn. Thì bây giờ mình bỏ măng lên luôn nha. Bỏ măng vô đây luôn nha. Mình bỏ hết phần măng hồi nãy mình luộc á các bạn, mình bỏ vô đây luôn nha các bạn. Khi mình bỏ măng vô rồi, măng cũng đã sôi rồi các bạn. Thì nước mình cũng đã sôi á, thì bây giờ mình thử miếng nước niêm của mình lại xem có vừa chưa nha. Nếu mà vừa thì thôi, còn nếu mà mình thiếu cái gì thì mình sẽ niêm thêm chút xíu. Các bạn ơi, phần nước dùng của mình á, nấu canh măng á, nấu với vịt á, thì đã vừa rồi các bạn. Hồi nãy mình nêm cái liều lượng đó là đã vừa rồi. Thì bây giờ mình cho măng mình nó sôi chút xíu nữa là mình bỏ hành vô mình nhắc xuống nha. Mình sẽ mời các bạn cùng dùng với mình nha. Đây là món măng nấu vịt nè các bạn. Lâu lâu các bạn đổi món đi ăn nó cũng lạ mà ngon lắm. Măng cũng đã sôi nãy giờ cũng lâu rồi đó các bạn. Thì mình nấu nãy giờ khi mình bỏ măng vô cũng được 5 phút rồi nè, sôi dữ lắm rồi nè. Thì mình thấy là nước dùng của mình cũng vừa mà măng của mình cũng bỏ vô là đã thấm rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ hành vô nữa là mình nhắc xuống nha các bạn. Mình sẽ mời các bạn cùng dùng món canh măng nấu vịt nha các bạn. Cùng dùng với mình nha. Thơm đó các bạn. Các bạn hãy làm cho gia đình một món canh măng nấu vịt nha. Đây nè các bạn ơi, món măng nấu vịt của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Xin mời các bạn cùng dùng món măng nấu vịt với mình nha các bạn xem đó. Trời ơi, rất là ngon luôn, thơm lắm luôn á. Nấu cái món này ăn rất là thơm mà lạ luôn đó các bạn. Thì lâu lâu mình thay đổi cái thực đơn trong gia đình của mình nha. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.
Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh Góc Bếp Gia Đình và Cuộc Sống Hàng Ngày của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chân thành cảm ơn các bạn.